Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải CF Mobile Trung Quốc ở trên điện thoại Android nhé. Xếp Mobile Trung Quốc thì nó không có được phát hành ở trên cửa hàng CF Play, tại vì ở bên Trung Quốc thì nó không có sử dụng cửa hàng CF Play. Các bạn muốn tải được cái tựa game này thì các bạn cần phải tải nó ở trên trang chủ hoặc là tải nó trực tiếp ở trên những cái app mà Trung Quốc nó phát hành game. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải luôn nhé. Trước tiên thì các bạn hãy mở cho mình một cái trình duyệt và các bạn tìm kiếm tải cho mình cái app Taptap tap ở bên Trung Quốc nhé. Các bạn đánh cho mình là tải Taptap tap China nhé. Sau khi các bạn tìm kiếm ở trên Google thì nó sẽ có cái trang web ở đầu tiên là Taptap.cn đấy. ở bên Taptap tap Việt Nam hay Taptap tap Quốc tế thì nó sẽ là Taptap.com còn Taptap tap Trung Quốc thì nó sẽ là Taptap.cn nhé. Các bạn uh, truy cập vào cái trang Taptap.cn nhé. Vào đến bên trong này rồi thì các bạn ấn vào cái nút tải xuống cái file APK app tab để cài app tap, tap nhé. Sau khi các bạn đã tải xuống xong rồi thì các bạn có thể nhấn vào cái phần quản lý tiệp đã tải xuống của trình duyệt để cài đặt cái file APK của app, tap, tap Các bạn chỉ việc nhấn vào và để cho nó tự động cài đặt thôi. Đây cái app màu xanh này thì chính là cái app tap tap ở bên Trung Quốc Cái app này thì nó sẽ có rất nhiều những cái game Trung Quốc dành cho anh em sử dụng điện thoại Android nhé Sau khi các bạn đã tải cái app này về rồi thì các bạn hãy mở cái app này lên thôi Các bạn cứ ấn đồng ý những cái điều khoản dịch vụ của nó nhé Vào đến đây thì nó yêu cầu các bạn phải nhấn 3 game để cho có thể là vào được cái bước tiếp theo Các bạn cứ chọn 3 game mà các bạn hãy chơi nhé khi nó lót vào được đến bên trong này rồi thì các bạn nhấn vào cái phần tìm kiếm nhé và các bạn đánh cái từ CF để tìm kiếm nhé đến đây thì các bạn chuyển qua cái cột thứ hai nhé ngay cái game đầu tiên có cái chữ đỏ đỏ ấy, thì đấy chính là cái tựa game CF Mobile phiên bản Trung Quốc nhé còn cái bên dưới mà nó có cái ba chữ ở cuối nó có dấu đóng ngoặc đấy đấy là cái phiên bản CF Mobile Trung Quốc nhưng mà đấy là phiên bản thử nghiệm thôi các bạn muốn chơi được cái phiên bản thử nghiệm này thì cần phải có cái tài khoản đăng ký máy chủ thử nghiệm thì mới có thể chơi được nhá. Còn bản chính thức của nó thì sẽ là cái bản đầu tiên nhất ấy có cái dòng chữ màu đỏ bên dưới và ở cuối nó sẽ có cái chữ PVP ấy. Các bạn ấn vào đấy rồi vào bên trong để ấn tải xuống nhá. Dung lượng của game này thì nó cũng khá là nặng nhá, 19 9 GB nên là tải nó sẽ khá là lâu. Phần này nó nhanh hay chậm thì nó sẽ tùy thuộc vào mạng của từng người nhá. Các bạn cần phải chờ cái thanh màu xanh ở bên dưới này nó loát lên hết đến 100% thì nó mới tải xong được. sau khi nó tải xong load đến 100% thì nó sẽ tự động xác định ứng dụng để cài đặt nhé. Đến phần này thì nó hỏi là các bạn có cài ứng dụng không gió nguồn gốc không thì các bạn cứ chấp nhận cho nó cài nhé. Tại vì đây là cái ứng dụng mình cài từ bên ngoài không phải từ trên cửa hàng Z Play. Các bạn cứ chấp nhận những cái điều khoản dịch vụ của nó rồi các bạn cấp quyền cho nó thôi. Đấy, như vậy là nó đã cài xong rồi. Và đây chính là cái tựa game SEP Mobile China của chúng ta. Còn khi đã tải xong rồi thì bây giờ các bạn chỉ việc mở game lên và tiến hành đăng nhập thôi. Lần đầu tiên các bạn mới mở game lên thì nó sẽ yêu cầu các bạn cấp quyền cho nó nhé. Các bạn cứ đồng ý thôi. Game này lần đầu tiên các bạn đăng nhập vào thì cũng sẽ phải cập nhật dữ liệu nhé dung lượng của nó thì sẽ là hơn 2,5 gb nên nó sẽ khá là nặng đấy nhưng cái máy yếu chơi thì khi bắn combat thì nó cũng sẽ giật lát nhá khi nó tải xong dữ liệu và vào đến đây thì sẽ là cái phần đăng nhập ở đây thì nó sẽ có hai cái loại tài khoản để cho các bạn có thể đăng nhập từ cái tựa game này đó là tài khoản QQ và tài khoản WeChat các bạn lưu ý nhé với một số bạn khi vào đến phần này mà nó chỉ hiện lên mỗi cái phần đăng nhập bằng tài khoản QQ mà nó không có hiện lên cái phần đăng nhập bằng tài khoản WeChat cái đấy là do các bạn chưa có tải cái app WeChat về trên điện thoại nhé những bạn nào mà không có hiện lên cái phần đăng nhập bằng tài khoản WeChat thì các bạn cần phải tải cái app WeChat về trên điện thoại nhé đây giống như của mình đây này cái app này chính là cái app WeChat nha các bạn cần phải tải cái app này về và cài đặt ở trên điện thoại của các bạn khi vào đến cái phần đăng nhập này thì nó mới hiện lên cái phần đăng nhập bằng tài khoản WeChat giống như mình nhá còn nếu bạn nào không có tài khoản WeChat và tài khoản QQ để đăng nhập game thì các bạn có thể lên trên YouTube có xem cách người ta tạo tài khoản WeChat và tạo tài khoản QQ nhé. Chứ ở trong video này của mình thì không có hướng dẫn các bạn cách tạo. Tại vì tạo tài khoản WeChat và tạo tài khoản QQ thì thứ nhất là cần phải có người trợ giúp này. Thứ hai là cần phải có thêm một chút may mắn nữa thì mới có thể tạo được thành công. Các bạn có thể lên trên đấy người ta hướng dẫn khá là chi tiết nhé. Còn như mình đây thì đã có tài khoản WeChat sẵn rồi nên là mình chỉ việc ấn vào và cấp quyền đăng nhập cho nó thôi mấy cái bước này thì các bạn cứ chấp nhận những cái điều khoản dịch vụ của nó thôi cái này là cấp quyền cho nó này lần đầu tiên đăng nhập thì nó sẽ yêu cầu các bạn cấp quyền các thứ khá là dườm già nhé và nếu là à của các bạn mới tạo ấy thì nó sẽ có hiện lên tỷ lệ hên xui bắt các bạn phải xác minh chứng minh thư nhân dân Trung Quốc nữa thì mới có thể đăng nhập vào được nhé cái này là tạo tên nhân vật này. vào đến phần này thì chắc là chọn danh để chơi à hay là cái gì à? mình cũng chả rõ nữa các bạn cứ ấn vào chọn một cái nhá nói chung là mình cũng chưa có chơi thử qua cái game này bao giờ nên là mình cũng không biết các bạn thông cảm nhá các bạn cứ cấp quyền cho nó thôi mấy cái này thì chắc là vào luyện tập chơi các thứ à. nói chung là bạn nào tải được game về rồi thì tạo được tài khoản thì đăng nhập vào chơi thôi mình nghe mấy bạn bảo là chơi game này cũng khá là ok đấy nói chung là mình chưa có chơi qua bạn nào đã được uh, chơi và trải nghiệm qua cái tựa game này rồi thì vui lòng để lại comment bên dưới video của mình với nhé. Còn bây giờ thì uh, video của mình xin phép trở lại tới đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.